Xin chào và đồng ý quý vị, mời quý vị cùng với Thuận Nguyễn ngắm nhìn toàn bộ khu vực của thành phố Hạ Long từ những công trình đang đưa cho quý du khách khi đặt chân đến thành phố biển Hạ Long những cảm giác, những cảm xúc rất tuyệt vời để được vui chơi, giải trí. Kèm theo đó là một kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và cũng là một di sản đã được 2 lần công nhận, đó là Vịnh Hạ Long. Khu vực mà quý vị đang cùng Thuận Nguyễn đang nhìn thấy đó là khu vực của đường dây cáp treo Nữ Hoàng cùng với khu vực bãi cháy và các trò chơi, khu vực của công viên Sun World. Và mời quý vị nhìn kỹ lại hơn, gần hơn khu vực của bãi cháy thành phố Hạ Long này. Và để kết nối giữa thành phố Hạ Long, giữa hai khu vực bãi cháy và Hòn Gai thì sẽ có một cây cầu, và đó chính là cây cầu bãi cháy mà quý vị đang nhìn thấy. Cầu bãi cháy đây là một trong những cây cầu rất đặc biệt ở Việt Nam, vì đây là cây cầu dây phăng một mặt phẳng đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại năm 2018 tại Việt Nam. Cây cầu này đã giúp kết nối khu vực của bãi cháy và khu vực Hòn Gai của Hạ Long lại với nhau một cách di chuyển dễ dàng hơn. Trước kia phải di chuyển bằng phà. Và xa hơn bên kia thì quý vị thấy đó là khu công nghiệp Cái Lân. Quý vị sẽ lấy cận cảnh để cho quý vị thấy được khu công nghiệp Cái Lân. Và đây là toàn khu, một phần của khu vực bãi cháy nằm trong hệ thống thành phố Hạ Long, thưa quý vị. Nguyễn đang quay ở khu vực của trò chơi vòng xoay mặt trời. Quý vị đang thấy đây là một trò chơi sẽ giúp quý du khách đưa lên độ cao khá lớn để ngắm nhìn toàn bộ thành phố Hạ Long.